liên quan đến vụ cháy rừng tại núi Đụn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Đến hơn 1 giờ ngày 1 tháng 5 năm 2024, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 4 cùng các lực lượng chức năng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã khống chế thành công. Trước đó vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 2024, đám cháy rừng bùng phát mạnh tại khu vực rừng thuộc khe ớt, chân núi Đụn, xóm Tân Phong, xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Sau đó lan rộng sang địa bàn xã Nam Thái và thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Sau khi xảy ra cháy rừng, quân khu 4 đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn Công binh 414, Ban chỉ huy quân sự hai huyện Thanh Chương và Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Lực lượng dân quân các địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng của hai huyện chữa cháy rừng. Đến tối ngày 30 tháng 4, cơ bản khống chế được đám cháy tại xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương. Tuy nhiên, do thời tiết hanh khô, gió thổi mạnh, rừng thông và keo có thảm thực vật dày, lửa tiếp tục lan rộng ra khu vực rừng phòng hộ thị trấn Nam Đàn và xã Nam Thái, huyện Nam Đàn. Đến chiều tối ngày 30 tháng 4, quân khu 4 tiếp tục điều động thêm gần 200 cán bộ, chiến sĩ, học viên trường quân sự quân khu. Lữ đoàn công binh 414 phối hợp với các lực lượng chức năng tích cực dập lửa, đồng thời tạo hai đường băng cản lửa rộng từ 6 đến 10 mét, cách nhau khoảng 300 mét để chống lửa cháy lan. Đến hơn 1 giờ ngày 1 tháng 5, đám cháy cơ bản được khống chế. Hiện lực lượng kiểm lâm, dân quân địa phương, dân phòng đang tổ chức túc trực kịp thời phát hiện đám cháy bùng phát trở lại.